Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quán giang nơi Pháp Hội Chứng Minh và Gia Hộ, cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư thỉnh hết thầy chư chúng đà phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo ai lực Phật vâng tầm về nơi Pháp Hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo, phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo, tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thọ học vô học nhân ký phẩm thứ chín, phẩm pháp sư thứ mười. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trọng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ.
Nguyện trên sư phụ đường sức khỏe trụ thế xa ba được dài lâu để hoằng dương giáo pháp Phật phổ độ quần sanh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cùng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí ở tâm ma đàn na lê nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a chư Phật. Chí tâm ma đàn na lê nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên nghe tôn pháp. Chí tâm ma đàn na lê nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a hiền a thánh a tăng. Thank you.
Pháp vi diệu rực sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mây. Con nay thầy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩ chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn, dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Kỷ Thứ Chín. Bảy giờ Ngài A Nan và Ngài La Hô La Nghị như vậy, chúng ta tự suy nghĩ nếu đường thọ ký thời sung sướng lắm, liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến chướng Phật đầu mặt lấy chân phần đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đang có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biên của tất cả trời người A Tu La trong đời A Nan thường làm vị thị gia hộ trì tạng pháp La Hô La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thường chánh đăng chánh giác cho đời lòng nguyện cầu của con đã mang, mà lòng trông của chúng cũng đường đủ. Lúc đó hàng đệ tử thanh văn Phật học cùng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hô La. Rồi đứng qua muôn phía bây giờ Đức Phật bảo A Nan: Ông ở đời dâu sẽ đang làm Phật hiệu là Sơ Hải Huệ Từ Tại Thông Vương Như Lai ứng cùng chánh biến tri minh hành tung thiền đề thế gian dạy vô thượng sĩ hiệu ngự trường vô thiên nhân sư vân Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường sau 12 ứng Đức Phật hộ trì tạng pháp vậy sau chứng đằng đạo vô thường chánh đằng chánh giác giao hòa 20.000 muôn ức hằng hà xa các chúng Bồ Tát vân vân làm cho thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác nước tên là Thượng Lập Thắng Phan. Cõi đó thanh tịnh đất bằng chất lưu ly kiếm tên diệu âm biến mãn đức phần đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ngừng tăng kỳ kiếm. Nếu có người ở trong
nguyên bộ ngừng vô lượng á tăng kỳ kiềm tình đếm số kê chẳng có thể biến đường chân pháp trụ đời gặp bồi thọ mạng tường pháp lại gấm bồi chân pháp ma đang đứng phần sân hại huệ thử tài thông vương đó được vô lượng nghìn muôn ưng ngang ngà xa càng đứng phần Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng hãy ta nói trong tăng á nan người chỉ pháp sẽ cung dường càng phần về sau thành chính giác hiểu rằng sơn hải huệ tự tài thông vương phần cõi nướng kia thanh tịnh tên thường lập tăng phan giao hòa các bồ tát số đồng như ân xa vẫn có oai đứng lớn tiếng đồn gầm mười phương vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng chân pháp bồi thọ mạng tường pháp lại bồi chân vô do ân chúng sanh đông như càng sông ngàn ở trong pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo bây giờ trong hội hàng bồ tát mới phát tâm tám nghìn người đều nghĩ thế này chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn đường thọ ký như thế có nhân duyên gì mà các thanh văn đường thọ ký như thế lúc ngày đứng Thế Tôn biến tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng các thiền nam tử ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật không vương đồng thời vang tâm Bồ Thượng chánh đẳng danh giảng A Nan thường ưa học rộng con ta thường siêng năng tinh tấn cho nên nay ta đã thành vô thượng chính đẳng chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của ta ông cũng sẽ hộ trì tạng pháp của các đức Phật tương lai giáo hòa thánh tiểu các chúng Bồ Tát bổn nguyện của ông như thế nên đằng thọ ký dương ấy ngài A Nan tấn mặc ngờ trương Phật tớ nghe vần thọ ký cùng còi nương trang nghiêm cho mong cầu đã đủ lòng rất vui mừng đặng điều chưa từng có từng thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ứng các đức phần thuộc quá khứ xuân thấu không ngài như hiện nay nghe và cũng biết bổn nguyện khi đó ngài A Nan nói kể rằng Thế Tôn đương nghìn có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các vần pháp như cho nghe ngày này con nay không còn nghi ăn đồ trong vực đạo phương tiện làm thì già hồ trì các vần pháp bây giờ Phật bảo ông La Hồ là ông ở đời sau sẽ đang làm Phật hiểu đạo thân bửu hóa Như Lai ứng cung chánh biến trì minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số bi trần trong mười thế giới thường vì các đức Phật mà làm trường tự cũng như hiện nay đứng Phật đạo thân bừa hoa đó còi nương trang nghiêm kiếm số thọ mạng giáo hóa đệ tử chánh pháp và tường pháp cùng đồng như đức sơn hải huệ từ tài thông vương Như Lai không khác ông cũng làm chứng tự cho Phật này qua sau đây rồi sẽ đặng đạo vô thượng chính đẳng chánh giác lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng luôn ta làm thái tử La Hồ làm trưởng từ ta nay thành Phật đạo thọ pháp làm pháp từ ở trong đời vị lai gầm bồ lượng ứng Phật làm trưởng từ cho kia một lòng cầu Phật đạo hành kinh của La Hồ chỉ ta biển đường tôi hiện làm con của ta để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng bấy giờ Đức Thế Tôn thấy bậc
hữu hồng cùng vô học 2.000 người trí ý hòa diệu vắng lặng trong sạch một lòng nghìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học 2.000 người đấy chăng? Vâng, con đã thấy A Nan, các người sẽ cúng dường các đức Như Lai, Như Sổ Vi Trừng trong 50 thế giới cung kính tôn trong ngõ trì tàng pháp rốn sau, đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thanh vâng đều đồng một hiệu là Bửu Tướng Như Lai ứng cung chánh biện tri minh hạnh tụng thiền tề tề giang dài. Vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn sống lâu một kiếp cõi nước trang nghiêm tánh văn Bồ Tát chánh pháp tường pháp thấy đều đồng nhau. Lúc đó đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng 2.000 thân vâng đây nay đứng ở trước ta thấy đều tỏ kỳ cho đời sau sẽ thành vâng cúng dường càng đừng vâng như số trưng nói trên nô trì tăng pháp vần sau sẽ thành chánh giang đều ở nơi 10 vương thấy đồng một danh điều đồng thời ngồi đạo tràng để chứng huệ vô thượng đều hiểu là bửu tướng cõi nước cùng đệ tử chánh pháp và tượng pháp thấy đều không có khác đều dùng các thần tông độ 10 phương chúng sinh tiếng đồn vang cảm cùng lần nhầm vào niệm bàn lúc đó bừng hiểu hồng cùng vô hồng 2.000 người nghe đức Phật thọ kỳ vui mừng hơn mà nói kể rằng Thế Tôn đèn huệ giang con nghe tiếng thọ kỳ lòng vui mừng đầy đủ như được rưỡi cam lộ kinh diệu pháp liên hoa phẩm pháp sư thứ 10. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng Dược Vương trong đại chúng đây vô lượng hàng chư tiên long vương giả xoa càn thát bà a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng vị nhân và tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di an cầu thanh văn an cầu bính chi vân an cầu phật đạo các loài như thế đều ở trường phật nghe kinh diệu phạm liên hoa môn bài kệ một câu nhân đến một niệm tùy hỷ đó ta đều thọ kỹ cho sẽ đáng vô thượng chính đẳng chính giác phần bảo Dược Vương lại sau khi đức Như Lai diện đồ nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa nhẫn đến một bài kể một câu một niệm tùy hỷ đó ta cũng thọ kỹ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nếu lại có người thọ trì đồng tùng dài nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa nhưng đến một bài kệ đối kinh điển này cùng kính xem như Phật càng thư cúng dường hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lúa chàng phan ni phùng ký nhạc nhân đến chắp tay cung kính Dược Vương nên biến các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ứng Phật ở chỗ càng đứng phần thành tiểu trí nguyện lớn vì thương xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Dược Vương nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vì lại sẽ đặng làm Phật nên chỉ cả người trên đó ở đời vì lại ắn đặng làm Phật vì sao nếu có gà thiện nam người thiện nữ nào mà ở nơi kinh pháp hoa nhận đến một câu thọ trì độc tùng dài nói biên chém căng tư cúng dường kinh nguyện hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lúa chàng phan y phùng ký nhạc chắm tay cung kính người đo tấn cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phúng nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó phải biết người đó là Bồ Tát
tăng lương thành sống đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa hương lai là người trọn ấy tỏ trị và dựng các thứ cúng dường. Thừa phương nên biên người đó từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diễn độ, vì thương chúng sinh mà sinh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam người thiện nữ đó sau khi ta diễn độ có thể riêng vì một người nói kinh pháp hoa, nhưng đền một câu phải biết người là sư của Như Lai, đứng Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng đồng. Vì người nói dược vương, nếu có người an dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở trước phần thường chế mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời giữ chế mắng người tại gia hay xuất gia đồng tụng kinh pháp hoa, tội đây rất nặng. Dược vương, có người đồng tụng kinh pháp hoa phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tử trang nghiêm mình. Thời đường Như Lai dùng vái mang và người đó đến đâu mọi người nên nương theo làm lễ, một lòng chấm tay cung kinh cung dường tôn trọng người khen hoa hương chuối ngọc hương bồn hương xoa hương đốn lòng nhiều đàn vang ý vùng đồ ngon trôi căng thư ký nhàn đồ cũng bậc thường của trong loài người. Mà đem cúng dường cho người đó nên cầm báu trời mà dạy cung đó nên đem đống báu trên trời dâng cho đó. Vì sao người đó hoan hỷ nói pháp giây lát nghe pháp liền đẳng rôn giáo vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Bây giờ đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn trụ vân đạo thanh tựu trí tự nhiên thường phải riêng cúng dường người tỏ trí pháp hoa. Có ai muốn mau đặng những thiết chủng trí huệ nên tỏ trí kinh này và cúng dường người trì. Nếu người hay tỏ trí kinh diệu pháp liên hoa nên biến là sứ Phật thương nhớ các chúng sinh. Những người hay thọ trì kinh diệu pháp liên hoa xa bỏ cõi thanh tịnh tương chúng nên sanh đây phải biết người như thế chỗ muốn sinh tử tài. Ở nơi đời ăn này rồng nói pháp vô thường nên đem hoa hương trời và y phùng bao trời đông bao tôn trên trời cũng dường người nói pháp đời ăn sau ta diện người hay trì kinh này vai chấm tay lệ kinh như cúng dường thế tôn đồ ngon ngọt bậc đường và các món y phục cúng dường Phật từ đó mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ chỉ kinh này ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng trắng lành đó mặt mà mắng Phật bằng vô lượng tội năng có người đồng tụng trì kinh diệu pháp hoa này giây lang dùng lời mắng tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếm chấm tay ở riêng ta dùng vô số kể khen do vì khen Phật vậy đặng vô lượng công đức khen người người trì kinh phước đây lại hơn kia. Trong tam mười ứng kiếp dùng sắc thanh tối diệu và cùng hương vị súng cung dường người trì kinh cũng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe thời đến tử mừng vui này ta đường lời lớn dương vương này bảo ông các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tột thứ nhất lúc bây giờ vẫn lại bảo ngài dược vương đại bồ tát kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ngẩn đã nói hiện nói sẽ nói mà ở trong đó kinh pháp hoa dân là khó tin khó hiểu. Dược vương kinh
này là tạng bí yếu của các đấng Phật, chẳng có thể chia búa võng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bày nói mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oan ghét uống là sau lưng vâng diện đồ dương vương, nên biết sau khi Như Lai diện đồ, người nào có thể biến chém đó thì đồng tùng cũng dương vì người khác mà nói thời được Như Lai lấy y trùm đó. Ai được căn đứng phần hiện tại ở phương kháng hộ niệm cho người đó có xưng tin lớn và sức chi nguyện căng sức căn lành, phải biết người đó cũng Như Lai ở chung được đức Như Lai nay tay xa đầu dược vương nơi nơi cho hoàng nói hoàng đồng hoàng tôn hoàng chém hoàng cho có quyền kinh này đều nên dừng tham bằng bày thứ báu cho tôn cao rộng đẹp để chẳng cần để xa lời. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của đức Như Lai rồi, tham đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc lóng lúa chàng phan ký nhạc ca tụng để cung dường cung kính tôn trọng người khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lạy cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chính đằng chính giác. Dường vương có rất nhiều người tại gia cũng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe đồng tùng biên chém đó thì cũng dường được kinh pháp hoa này, phải biết người đó chưa gieo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đặng nghe kinh điển này mới là hay gieo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sinh nào cầu vấn đạo hoàng thấy hoặc nghe kinh pháp hoa này, nghe xong tin hiểu thọ chỉ nên biết người đó đặng gần đạo vô thượng chính đặng chính giác. Dường vương thì như có người khác tìm nương ở nơi gò cao kia soi đào tìm đó, vâng thầy đừng có biết rằng nước còn xa ra không đào không thôi. Lưng thầy đứng ngưỡng rồi lưng thầy đến buồn tâm người đó quyết chẳng biết rằng nước ngăn gần Bồ Tát cùng lại như thế. Nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tâm kinh pháp hoa này, phải biết người đó cánh đào vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tâm kinh này thời chẳng biết đặng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng chính đẳng chính giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật tạng kinh pháp hoa này xa kín nhiễm sâu không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho dường vương. Nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này mà kinh nghi sợ rèn, phải biết đó là Bồ Tát bởi vãng tâm. Nếu hằng thanh vãng nghe kinh này mà kinh nghi sợ rèn, phải biết đó là hằng tăng thượng mạng. Dường vương, nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi đức Như Lai diện độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh pháp hoa này, thời phải nói cách thế nào người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai mặc y Như Lai ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì bốn chúng mà giọng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Ý Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là những thiên pháp không an trụ trong đây sâu rồi dùng tâm không biến trẻ. Vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh pháp hoa này được phương bấy giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai hóa tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di nghe người đó nói pháp, các người yến hóa đó nghe pháp
tin nhận tuần theo công nghệ đại nếu người nói và mở chỗ vắng về ta liền sai nhiều trời rồng quý thần càng tháng bà a tu la vân vân nghe người đó nói pháp ta giàu ở nửa kháng nhưng luôn luôn ghiền người nói pháp đó đặng thầy thân ta nếu ở trong kinh này quên mừng câu lối ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ bây giờ đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng muôn bỏ tánh biếng lười nên phải nghe kinh này khó đặng nghe người tin nhận cũng có như người khát cần nước soi đào nơi gò cao vẫn thấy đất khô ráo biết cách nước còn xa lần thấy đất ướt bùn quyết chắc biến gần nước vừa vừa ngóng đến biên các người như thế đó chẳng nghe kinh phạm hóa canh tri vần rừng xa nếu nghe kinh sau này quyên rõ phạm thành văn đây là vua càng kinh nghe xong suy gầm kỳ phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai hằng y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai ở trong chúng không sợ rộng vì người dạy nói từ bi lớn làm nhà y nhu hòa nhẫn nhục các pháp không làm tòa ở đó vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ác mắng dao gầy ngói đá đánh nhớ phần nên phải nhìn ta trong muôn ức cõi hiện thân danh bên chân trời vô lượng ứng kiếp vì chúng sanh nói pháp sau khi ta diện đồ nếu ấy nói kinh này ta sai hòa tử chúng tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh cùng dương nơi pháp sư dừng chẳng càng chúng sanh nhóm đó khiến nghe pháp nếu người muốn làm hại dao gậy cùng ngôi đá thời khiến người biến hóa giữ gìn cho người đó nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng vẻ lặng lẽ không tiếng người đọng tụng kinh điển này bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt nếu quên mừng dương cô vì nói khiến thông thuộc nếu người đủ đứng này hoàng vì bốn chúng nói cho vắng đọc tụng kinh đều đang thầy thân ta nếu người ở chùa vắng ta sai trời Long Vương và gia quỷ thân thầy vì làm chúng nghe pháp người đó ưa nói pháp phân giải không trở ngại nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng nếu ai gần pháp sư mau đặng đạo Bồ Tát thuận theo thầy đó hồng đáng tấy hằng xa vâng Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Tam Bảo chứng minh nói thân ngộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Từ Thiện Vương Chuông Thiện Long Bằng Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Tùy chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc đối với khổ nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chân pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vì lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức Như Lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức Phật dạy
tin sâu nhưng qua phạn tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành xong cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh nề pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bền căn thuyền giảm gia quyền an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng. Nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trừng vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài côn chứ vì hướng linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các hướng linh oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này. Các hướng linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ tình sau tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dân trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an nghe lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hòa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng càng nàng nước cho biển đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương ác độc quỷ vương đáng quỷ vương huyết lệ sâu quỷ vương cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác nạn của những loài. Nguyện cho chúng quỷ này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp từ bỏ việc ác hộ trì việc thiền phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành Bồ Đề truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp chẳng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe ơi.
ban gấp tất cả đức đồ quần sanh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dương nghe sạch na nam ma mô Phật Bồn Nghệ Sư Thịnh Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận, nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chan trải mười phương khắp tất cả, hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật nguyện cho chúng sẽ hiểu thấu đạo lớn nghe pháp tâm vô thường. Từ quy y pháp mê nguyện cho chúng sẽ tạng trí tuệ như biển. Từ quý ái tăng nghe nguyện cho chúng sẽ nê quảng lý chỗ nghe na thầy không nghe